giờ là 8:22 sáng và đây là không gian xung phòng ở cạnh phòng học. Đây là nơi mà chúng tôi sẽ tập cho các em chơi tô tượng và chơi tô tranh tranh cát. À, các bé đang tô tượng. Ở với phòng này thì chúng tôi có fix you.